hôm giờ cũng mới chuyển phà tới đất các bạn ơi, mà cũng chưa gọi là tới nữa. Đây là cái bờ là mình mượn đường để mình qua đất nữa các bạn. Đất mình đi còn xa lắm, sáng giờ mình cũng lội lên chỗ đất các bạn, mình lên tới đất coi vị trí chỗ nào. Đây là cái bờ rau của người ta cho mình đi, thì xe mình đi đến bờ này rồi chút nữa mình xe mình lội qua kinh này các bạn ơi. Đất mình là nằm ở mé bên kinh bên đó các bạn. Nãy giờ thì mình với lại chú mà dẫn mình vô đây nè, phụ dọn cái ba cái mành đâu nè. Đây là bờ tôm người ta, xe mình lội qua đây các bạn, lội qua cái bờ này rồi mình đi tuốt công tổng các bạn, làm tì tì trong cái nhà trống các bạn ơi. Chỗ này thì mình lại đây mình cũng thấy có cái thế để mình qua nè, có đất khô chỗ mấy cái bờ này nè, rồi mình chuyền đất mình lót qua chỗ này. Thì mình tới đó rồi mình điện cho cái chú đất á, thì chú ra chú chỉ mình vô, chứ giờ mình mần mình kén đất quá thì mình đâu có đất đâu mình làm các bạn. Thì ai cũng muốn mình kiếm đất dễ dễ, đường đi lên thuận tiện. Giờ mùa này cũng đất cũng yếu quá các bạn ơi, thì cũng ráng làm. Cái chỗ mà mình qua nè thì mình đi nước rồng nè, mình lựa cái chỗ nào mà có cái bãi nó hơi bờ bồi mình mới dám qua các bạn ơi. Nhưng mấy chỗ này thì nó sâu quá, mà bên đó không biết đất có ai cho mình đi không nữa, nên mình ráng mình bò lại chỗ đầu đất của anh em của cái chú đất này nè. Thì người ta có hỏi thì lên đó mình có thể mình vừa lên, mình vừa nằm dưới xẻo nè, mình vừa lên bờ thì mình có đất khô ở cái bờ đó đó, rồi mình độn mình qua thì nó cũng tiện lợi hơn. Lên xe cái chỗ đó nó có cái cây bần rồi một miếng bê tông bự nữa, rồi mình lấy cái gào nè mình dít làm sao mà không biết, làm sao nó tức, làm sao mà nó giục mất tiêu cái răng luôn. Cái này nó gãy luôn chứ không phải giục bạn ơi, gãy nút luôn rồi, nhưng phần cũng lâu quá. Cái má gào mình á, bên trong có cái nú, rồi ở ngoài có cái răng bám ngoài nữa các bạn, mà cái này mà nó gãy ngang cái nú luôn. Để mình làm xong cái này cái mình rảnh cái mình lại ở tiệm nào đó có máy hàng đâu nè, ở dưới xà lan mình thì có nú với lại cái răng sẵn hết rồi, mình làm mình cũng thủ hết rồi. Hơi meo các bạn, trong đây thì cái dàn mướp, cái dàn mướp của người ta các bạn, thì mình nhờ đường đi mà cái bận gì á, thì anh này anh nói mình làm giùm ảnh nguyên tiếng bò này từ đây dưới các bạn, mình dập mồi á thì người ta mới cho mình đi. Mình vô đây mình chưa biết bằng nhiều ít nữa, mà bận gì cái mình nghe cái bằng này nọ rồi các bạn. Các bạn ơi, thì cuộc sống mà thì đâu ai cho không mình cái gì, người ta cho mình đi thì người ta phải đánh đổi cái gì đó người ta mới cho mình đi chứ các bạn. Búp ca ơi, cái lúc mà mình mới biết chạy các bạn,
mình qua mấy cái xẻo vậy mình đâu có dám qua đâu. Thì lúc đó mình thấy mình không có, giống như là mình chưa có tự tin đó các bạn. Rồi mình thấy nó mình lo lắm. Này mình bẻ luôn. Nó chứ qua mấy này mà có cây cối đồ đồ là đỡ lắm các bạn ơi. Có cây cối đồ chứ. Mình về mình phải phá lại hết cho chỗ này nữa, bởi làm nghề của mình là vậy đó các bạn ơi. Mình cũng có cái anh bạn, anh Mần ở gần mình đây nè, anh chuyển vô đất. Anh Mần tính ra cái số giờ anh Mần được 20 tiếng à. Mà cái thời gian á, mà anh chuyển đi tới đất á, là anh bơi phà á nha. Bơi phà rồi dỡ cầu là anh bơi hết 5 tiếng. Là coi như là anh Mần có thí dụ như anh Mần 25 tiếng mà anh bớt hết 5 tiếng rồi. 5 tiếng coi như là cái đường đi mà đi vô á. Mà phải làm thôi chứ giờ không lẽ mình đậu các bạn. Thì cái nghề của mình thì nó bây giờ hiện tại giờ nó là không có cái đất dễ mà quạt bạn ơi, phải có cái chỗ chuyển xa xôi rồi. Như rồi hồi hôm mình qua cầu đi, cũng có nhờ mấy chú đồ chuyển phụ đồ đỡ. Hơi sâu quá các bạn ơi.
mấy đường kinh dày là mình là chạy mất khoảng 1 tiếng đồng hồ các bạn. Mình bẻ cây bần á, cái chị mà cho mình lại bượn đi lên đó các bạn, chị nhìn quá trời các bạn ơi, mà mình bẻ lén á mà chị cũng thấy nữa, thì cái tại mình thấy không có thế nè, mình nhờ cái bần vậy đó các bạn. Nhưng mà các bạn nghĩ đi, biết lý do sao không, bây giờ mình không bẻ thì mình qua cũng nguy hiểm quá, thì mất quá rồi. Chị có nói mình năn nỉ xin lỗi chị chứ sao giờ. Mình cũng mới điện cho chú chủ đất rồi các bạn, mà chú nói với mình thì con qua đại đi, chú đi công chuyện rồi, thì các bạn biết sao không, mình chú thì cái bờ mà mình đang qua nè không phải là đất của chú các bạn, đất của chú còn xa lắm trong các bạn, đây là chú hỏi đường người ta, miếng đất đó là đất của người ta chứ không phải của chú, thì mình nhờ chú điện cho chú kia ra, thì các bạn biết rồi, mình không biết chú có hỏi chưa nữa, mình lo vậy đó, thì nhờ chú đất ra, chú đứng cho mình vững tâm mình qua các bạn, chú để mình qua rồi cái chú đất đó, chú ra cái chú có hỏi ai chưa mà chú qua kiểu này, lúc đó mình không biết mình xử lý làm sao luôn các bạn ơi. Nhưng mà chú nói với mình là chú con qua đại đi, thì mình cũng hơi vững tâm rồi, thì mình chú nói vậy mình cứ qua đại các bạn. Bây giờ thì mình mới lên đây thì mình làm được cái đây là cái ao lắng các bạn ơi,
thì các bạn biết lý do sao không? Tại vì cái đường lên xa quá, mình đi cái đường từ Sài Lan mình lên đây á là mình lóc dĩ đi không các bạn, mà xe mình lóc dĩ mình có 1 tiếng rưỡi có 2 tiếng đồng hồ các bạn. Rồi cái đường đi lên khó khăn quá nên nên bà xã mình lên quay quay không là không được các bạn ơi. Thì bây giờ cũng chiều rồi thì mình làm được tới đoạn nào thì mình quay với các bạn xem cái đoạn đó thôi. Cái chú này thì chú làm nguyên cái vách bờ từ chỗ mình xem mình đang này mình làm ra tới cái chòi ngoài kia các bạn. Mình đang vuốt cái này là mình đang vuốt cái lề nghịch đó các bạn ơi. Thì chỗ này thì cũng gần nhà gần lộ rồi mình làm hơi kỹ một chút. Thì ra ngoài kia thì mình làm đất lan mà mình vuốt sơ sơ thôi. Đất này nãy chú lên xe ngồi nói chuyện với mình thì mình hỏi chú ơi, đất này mấy năm chú chưa làm rồi chú? Thì chú nói mình nay 3 năm rồi các bạn. 3 năm rồi. Bởi giờ nó bồi dữ lắm các bạn ơi. Các bạn xem kênh các bạn đăng ký mình nghe các bạn. Đăng ký là toàn bộ miễn phí hết. Ở góc phải màn hình của bạn có chuông thông báo, các bạn bấm vào đó cho mình. Khi mình ra một cái clip mới sẽ hiển thị vào máy của bạn. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn.